Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 4, khi nhận được tin báo của hai nhóm giang hồ tại thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà chuẩn bị kết trận huyết chiến, công an thành phố đã bố trí lực lượng ngăn chặn. Tại khu vực Hồ Than Thở, khi phát hiện có lực lượng công an, nhóm giang hồ của thành phố Đà Lạt có khoảng 10 người đã bỏ chạy thoát thân. Lực lượng công an đã truy bắt được một đối tượng là Nguyễn Lê Duy Quang và tìm thấy nhiều hung khí là đao, mát, mã tấu, kiếm, rửa phát được nhóm giang hồ này giấu trong một bụi cây gần đó. Cùng thời điểm, tại khu vực vòng xoay đường 723, lực lượng công an đã truy bắt được 7 người thuộc nhóm giang hồ ở huyện Lâm Hà là Chu Hoàng Trung, Nguyễn Văn Huy, kẻ có một tiền án 12 năm tù giam về tội giết người, được đặc xá ra tù vào tháng 9 năm 2015. Khương Xuân Anh, Nguyễn Huy Văn, kẻ có hai tiền án cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Nguyễn Bá Độ, Phùng Như Minh, kẻ có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích. Và Lý Thanh Hải, cùng trú tại các huyện Lâm Hà và Đức Trọng, thu nhiều hung khí. Bước đầu, các nghi can đều khai nhận nhóm côn đồ của huyện Lâm Hà do Nguyễn Ngọc Long, còn gọi là Long Sát, cầm đầu. Ngày 19 tháng 4, một người trong nhóm của Long bị nhóm côn đồ tại thành phố Đà Lạt đánh, nên Long đã hẹn nhóm côn đồ tại Đà Lạt đánh nhau. Nhóm của Long thuê xe ô tô 24 chỗ, chở trên 20 đối tượng đến Đà Lạt, hẹn gặp nhóm côn đồ Đà Lạt. Rất may là vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời. Đây đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục xác minh để làm rõ các đối tượng liên quan. Ẩm thực Hàn Quốc từ lâu đã được biết đến với những món ăn lạ miệng và hấp dẫn, là kết tinh của nền văn hóa đậm đà bản sắc của đất nước trụ phú này. Với sự tương đồng về khí hậu mát mẻ quanh năm của vùng đất ôn đới, cũng như gu thưởng thức của người dân châu Á. Chính vì thế, những nhà hàng với những món ăn Hàn Quốc đặc trưng dần ra đời tại thành phố Sương Mù.